các bạn hãy để chế độ 1,25 để nghe hay hơn nhé. Tôi có thể tận có vô hạn, mày mà đầu cút ra đi. Trong kỳ lớn bí cảnh bất nợ mắng nhi sư phụ của ta. Hôm nay ta được biết đến là vì ngươi. Mệt mặt là đệ tử mới nhập môn, cái ngươi bắt nạt hắn thì có thể coi là có bản lĩnh gì chứ? Ngô Thiếu Long, Thánh Huyền Tông nhập môn 10 năm, miễn cưỡng được coi là đệ tử thành niên một thời. Vì ngồi sư huynh này, ta đã từng nghe nói thì năm đó khi nhập môn cũng khiến cho người ta khá là kinh ngạc. Những năm qua dấu ngựa tu vi tiến bộ không ít. Ngô sư huynh đánh bại người này, không còn nhiều lời tới như vậy đâu, bắt đầu đi. Hóa mở quyền chết cho ta. Cuối cùng cũng có một tên miễn cưỡng vụ mặt, không bị ta đánh một chiều phế. Hả sư huynh? Dừng tay. Người độc đưa Ngô Thiếu Long xuống trị thương. Hồi nói với tiếp tục như vậy không phải là cách. Tiếp tục như vậy thì chắc chắn Thánh Huyền Tông sẽ thua. Cuối cùng không phải là sẽ bị ép phải đồng ý với điều kiện của Hỗn Độn Thánh Địa sau. Đệ tử nhập môn 10 năm chỉ có như vậy thôi sao? Ta chỉ có thể nói là đệ tử Thánh Huyền Tông còn yếu hơn ta tưởng tượng. Đúng là rác rưởi. Đỡ ghét mà. Ta không thể xem tiếp được nữa rồi. Thánh Huyền Tông không có ai có thể đứng ra ngăn cản hắn gì sao? Khó đó. Ngô Thiếu Long sư huynh, dễ dàng bị đánh bại như vậy, người khác thì e rằng là đây là khoảng cách giữa Thánh Huyền Tông và ba thánh địa khác, người vẫn có thể tiếp tục đứng nhìn sao? Nếu như không phải ta nhập môn hơn 10 năm thì ta đã dạy cho người này một bài học rồi. Quả thật là không thể xem tiếp được nữa. Còn có ai không? Ta đừng có mở ngón cổ để ta đối phó với người. Là Nhạc Vân Kỳ nhà sư tỷ. Nhà sư tỷ tư chất vô song, trước khi đệ nhất trường lão bị giáng chức thì là thân truyền của đệ nhất trường lão, có lẽ là nhất chiến chi lực. Tu vi của Nhạc Vân Kỳ tăng lên không ít hả? Nhạc Vân Kỳ xin chỉ giáo. Lần này ta đã bớt hoàng, tu vi đã đột phá tới hòn hai cảnh. Vốn là muốn tỉ thí phần cầu thấp với Bạch Mặt, dạy cho hắn một bài học. Xem ra chỉ có thể đánh bại người trước. Thanh Huyền Tông không còn nam nhân nữa thì sao? Sao lại phái một nữ nhân lên? Bớt coi thường như nữ nhân đi, có mơn lĩnh thì đến bài ta đi. Vậy thì ta sẽ để cho cô biết khoảng cách giữa chúng ta. Tu vi không tồi, cuối cùng có một người có thể đỡ được hai chiêu của ta. Có điều cũng chỉ có như vậy mà thôi, vẫn là rác rưởi. Cái gì? Này là tốc độ gì? Quả nhiên vẫn là không trọng dụng. Cho cô một cơ hội ra tay cuối cùng. Kiêu ngạo. Ta sẽ dùng đầu ở trong tay chém người. Cái gì? Ta trả hết cô một đào nhé. Không rồi, không lấy kịp được rồi. Nữ nhân không tự lượng sức mình, chết cũng là đáng đời. Kết thúc rồi. Ngươi lại trời sư tỷ, ta ra tay vẫn coi là kịp thời chứ? Rất kịp thời, chỉ là tại sao ngươi lại làm hỏng binh khí của ta? À, đương nhiên là ta Bạch Mặt cái thế vụ sòng có tư chất vô địch, ai không không chết lực đạo rồi. Cô đánh không lại được Trần Lăng Thiên này thì ta chắc chắn không vấn đề. Ngươi cố lên, đố kỳ còng hai thì tử, ta đang hỏi người đó, ngươi lại hỏi tiền ta, ngươi cũng xứng sao? Ngươi sao quên, ngươi chính là Bạch Mặt đấy. Bạch Mặt, cuối cùng ngươi cũng dám ra rồi. Thánh Huyền Tông cái người ai cũng là phế vật. Ngươi đến như vậy thôi, hôm nay nhất định sẽ khiến cho ngươi càng mốt ở đây. Trần Mạn Nhi đến đây, đánh một trận. Ôi, không phải là ta đánh với ngươi, là sư huynh của ta. Không phải cô, vậy thì cô gạo thích cái gì cũng sang một bên. Người mắng ta đáng ghét. Sư huynh à, đánh rít những cái tính này cho mũi. Người ai bảo cô lắm lợi? Ôi thiệt là hái giận mà. Bên mắt ý rõ, chúng ta đã nhịn đủ rồi, đáng đến mà. Sư huynh, hắn coi chung như vậy là dám đánh mặt
trước mặt sư huynh hỗn sự quá hỗn sự mà Lân Thiên không được tha cho cái tên này. Mệt mật, ngươi tình là tồ gan, hôm nay ta sẽ đĩa cho ngươi chuyện bớt nói nhiều. Không tự lượng sức mình, ta sẽ đánh gãy cái chân gân cốt của ngươi. Cái gì? Chuyện này chỉ vậy từ sao? Hỗn độn thánh địa đúng là rác rưởi. Hay lắm, tia tử bật mạch gan dạ, người đã chọc dẫn ta thành công rồi. Ồ, ta đã chọc giận ngươi thì sao? Ngươi là cái thá gì? Không thể tà thứ, lùi vương thể. Uy năng mạnh quá. Đây chính là lùi vương thể sao? Là thể chất đặc biệt xếp hạng cực cao ở trong vương thể. Mạnh mật cẩn thận, chém hắn cho ta. Mạnh mật cẩn thận. Em trúng rồi, kết cục của bạch mặt này sẽ là đến sườn cốt cũng không còn. Ờ, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái gì? Ngươi lại không hờ hóng gì? À, vô mày tới tối này không sao. Ta biết ngay mà, tên này sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Nói ra như vậy thì Trần Lân Thiện ta chỉ cho người nấm mùi đại chiêu. Đến là bớt nói đi. Đáng ghét mà, lô vương thể hỏa lực toàn khai. Đã bảo ngươi rồi mà, lô vương thể này sở trường nhất chính là tốc độ. Bây giờ đến cơ hội dùng đái chiêu cũng không có rồi. Bị tỷ tử này áp chế, chuyện này sao có thể? Ngươi đã hoàn toàn trong dân tánh rồi, cửu thiên hiền lôi ổ thể. Ừ, vậy cũng có chút thú vị. Ha ha, tỷ tử, tán thịnh trong bụi đi, cửu thiên hiền lôi nối cho ta. Chết đi, mệt mặt, người chết đi cho ta. Ta không tin ngươi còn có thể lấy được sát chiêu cửu thiên huyền lôi này. Tiểu tử, chiêu mạnh nhất của lô vương thể phép vật thánh huyền tông không thể nào ngăn cản được đâu. Chết đi. Người lại khiến ta thất vọng rồi. Cái gì? Mệt mặt vậy mà lợi dụng thân thể của mình đối cứng với cửu thiên huyền lôi. Lần thứ nhất, ngươi tiệt túi xương cốt vỡ vụn, bớt nói nhiều. Lô vương thể rác rưởi, người coi thường ta, ta nhất định sẽ diệt ngươi. Ây da, không thích nào, tại sao ngay cả Trần Lân Thiên sư huynh cũng thua rồi? Hỗn độn thánh địa rác rưởi. Lân Thiên đáng hận mà, thì tội người vậy mà lấy phế Trần Lân Thiên. Người vậy mà lại dám làm vậy? Đáng đời. Tốt, bên mặt làm tốt lắm. Bên mặt à, sau này tôi cảm thấy anh xứng với độ sứ tỷ rồi. Hỗn độn thánh địa còn hoàn ngờ được chứ, cốt khỏi thánh huyền tông. Ôi xa khoái, thánh huyền tông chúng ta từ trước tới giờ này chưa bao giờ sảng khoái như thế này. Hôm nay tôi phạt ba ly. Thánh huyền tông thực sự lâu lắm rồi mới có thể hãnh diện như vậy trước mặt ba đại thánh địa. Thánh tử bạch mặt này, mình không có nhìn nhầm. Bạch mặt ta đã nhớ ngươi rồi, hỗn độn thánh địa sẽ giết ngươi. Sư phụ, vợ thường của con thế nào? Đời này cố gắng bạn không tu hành nữa. Cái gì? Đều trách sư phụ đã xem thường thánh huyền tông. Dùng dĩ là muốn mượn cơ hội này để ở giường dành tứ đại thánh địa, không nghĩ tới là... Sư phụ, ta không cầu gì hết, nhất định phải rút xương lục giả cái tên bật mặt kia. Kẻ này làm nhục cô như vậy, còn muốn lấy đầu hắn. Đúng vậy, bật mặt hoàn toàn không để tính ổn độn thánh địa chúng ta ở trong mắt. Hơn nữa, hắn rất có tiềm năng, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Yên tâm, sau khi vi sư quay về sẽ lệnh kế hoạch tiêu diệt hắn, đảm bảo hắn sống sót không quá 3 tháng, ta tức diệt hắn. Cái người ai cũng không diệt được đâu. Lại, người là người nào? Người có thánh huyền tông Trần Thái Huyền. Trần Thái Huyền, đệ nhất thiên kiều đương thời của thánh huyền tông, sau Bạch Kình Thiền, là người có hy vọng nhất phục hưng thánh huyền tông. Đệ tử, ta không quan tâm ngươi là cái thứ thiên kiêu hạng nào, đệ tử thánh huyền tông trong mắt tờ thiên ta không đáng nhắc tới. Bây giờ thì mau chống cốt cho ta. Vẫn còn chưa xong à? Đi không được.
Ngươi muốn làm gì? Giết người. Giết ta? Ngươi là cái thứ gì? Cô này nếu như mà thánh chủ cái người nói thì còn được, cũng xứng. Ngươi, ta có một kiếm, có thể giết được những kẻ ta ghét. Không tự lượng sức. Sư phụ, kiếm thần nhanh, căn bản là không thể nhìn thấy ra tay như thế nào. Người vậy mà lại có chiến lược như vậy. Được thánh huyền tông xuất hiện một bạch mặt, không nghĩ tới có người cũng là làm người khác kinh ngạc. Gió đi, còn có hai tên, đừng đi với chúng tôi. Bỏ đi, hai người các người quá yếu rồi, tha cho các ngươi một mạng. Quay về nói cho tất cả mọi người trong hỗn độn thánh địa, ta Trần Thái Huyền thủ môn cho thánh huyền tông. Trần Thái Huyền thật là đáng sợ, không những là số tài thua, sư tôn cũng đã chết luôn rồi. Tại sao lại như thế chứ? Thánh huyền tông còn còn cơ hồ lại mất đi hết danh tiếng của thánh địa, thánh huyền tông sao lại trở nên lợi hại như vậy? Mình mà càng lợi hại thì mình lần này muốn đột phá. Không nghĩ tới vậy mà lại cách xa hắn tới như thế. Ghen ghét còn một. Nhà sư tỷ. Chuyện gì? Nhà sư tỷ, ta cũng xem như là từng cấu tỷ, không thể cười với tự. Coi như là không cười nhất cũng phải dịu dàng một chút, vẻ mặt ôn hòa một chút có được không? Còn kỳ lắm, ta sẽ không ôn hòa với con trai của đại thánh Ma Tông. Vậy thì ta nói trực tiếp, lần trước cô từng nói sau khi ra khỏi kỳ lòng bị cảnh sẽ nói cho ta đi dò thì ghét ta. Bây giờ có thể nói rồi chưa? Rất đơn giản, chính là vì cha của người Bạch Kinh Thiền phán bội nhân tộc gia nhập ma tộc. Không đơn giản như vậy nhỉ? Tỷ ban đầu hận ta ngứa rằng hình như còn có thù với phụ thân của ta. Sau này ta sẽ không hận người nữa. Vì này, người không cần phải nghe ngóng. Bạch mặc dù khiến ta tức, nhưng mà lòng người vẫn xem như là chính phái. Việc này không liên quan tới bạch mặt, sau này không cần phải gì dự với hắn nữa. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, đạo môn này cuối cùng sẽ bị mở ra. Một thế giới hỗn loạn và tà khốc sắp giáng xuống. Mà đại thánh, sao lại rảnh rỗi tới nơi này? Không có gì, trước khi được phong làm đại thành ma tộc thì không có tư cách lên đến Bất Chu Sơn. Hôm nay ta đặc biệt tới chiêm ngưỡng một phen. Bạch Kinh Thiền, người có thể nhìn thấu vạn vật, ta cũng nhìn thấu được người. Ta hy vọng là người thực sự gia nhập gia ma tộc, cùng tạo ra một đại nghiệp vạn tuế chưa từng có. Nếu như không phải vì sự nghiệp vĩ đại, ta cũng sẽ không ở sầu lưng nhân tộc vạn người phì nhổ. Giờ tốt, cái gì mà tứ đại thánh địa chỉ là tấm lá chắn bị đẩy ra ngoài, để chúng ta chính thức chinh phạt một thế giới lớn hơn thì đó mới là nơi mà ma tộc hướng tới. Đây là thánh cấp công pháp ta lấy được từ tinh thần các. Thế như thánh huyền tâm ghi lại thì vẫn chưa có ai có thể triệu hoán được công pháp đẳng cấp này. Không biết là bộ công pháp này có gì đặc biệt? Sử dụng một lần đốn ngộ nhiều lần. Có phản ứng rồi, xem ra mặc dù là thánh cấp công pháp nhưng mà độ khó không lớn. Một lát sau, bộ thánh cấp công pháp này đơn giản mà nói chính là tăng phúc. Nếu như mình đang thi triển một loại công pháp bất kỳ, công kích là 10, sau khi thánh cấp công pháp tăng phúc thì chỉ biến thành 20. Ngoài công kích ra còn có phương diện khác là được tăng phúc. Thế gian này vậy mà lại có công pháp kỳ diệu như vậy, vì sao trước đây chưa từng nghe qua? Thánh chủ đời thứ 72 của thánh huyền tông ta ra công pháp quyết này, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng mà đệ tử có hứng thú với học tập công pháp này thì có thể đạt được một ít cảm ngộ cũng là cực tốt. Thánh chủ đệ thứ 72, thánh huyền tông Trương Vũ Nghĩa. Thánh huyền tông có 7, có thánh chủ đệ thứ 72 gọi là Trương Vũ Nghĩa. Tại sao ta lại không nhớ là có? Là do hiểu biết của mình với thánh huyền tông quấy từ. Còn có thánh cấp công pháp này vậy mà lại có thể sẵn sinh ra tầng phúc cho tu sĩ. Người vậy mà lời nói có tác dụng không lớn. Người này là đang giả vờ,
muốn biết tù sĩ vào chiến chỉ còn một sai suất nhỏ thôi cũng có thể thân tử đạo tiêu. Tân phúc 20% này tác dụng cực kỳ lớn, dùng tốt thì tuyệt đối có thể sinh ra được hiệu quả lật ngược nước cờ. Sư tôn, sao người lại đến đây? Ta tiền còn là liên quan tới lục ma đại hội, còn có muốn tham gia không? Nói thật thì không muốn cho lắm, không có chỗ nào tốt còn phải đánh nhau với người khác. Người nên nghĩ thoáng lên, mỗi lần lục ma đại hội đều là các tiên kiêu trẻ tuổi, đã được rất nhiều kinh nghiệm, cơ hội rèn luyện bản thân, mọi người đều tránh giành lấy nó. Sư phụ à, người muốn con đi? Nếu như không nhìn thấy được biểu hiện của con ở kỳ lòng bi cảnh thì vi sư tuyệt đối là không kiến nghị con đi. Xin cho cùng thì mỗi lần lục ma đại hội đều là thường vòng thế thảm, có biểu hiện tại kỳ lòng bi cảnh, còn tại lục ma đại hội tự bảo vệ bản thân thì chắc chắn không có vấn đề gì. Sư phụ à, con đặc biệt tới để con đi là vì lục ma đại hội có chỗ nào đặc biệt ư? Bệt mặt à, con hiểu gì về mảnh đại lục này? Mảnh đại lục này, thế như con biết thì mảnh đại lục này hai mặt đồng tây đều là vô tận chi hải, nam bắc phân biệt là vạn trường sơn, phía nam khí hậu ôn hòa, phù hợp nhân loại sinh sống, do tứ đại thánh địa đứng đầu thế lực chính đạo. Phía bắc khí hành hàn lạnh khắc nghiệt, là nơi sinh sôi của ma tộc. Ngàn năm nay chính là ma tộc giao chiến không ngừng, đại cục duy trì ở thế công bằng. Đây chính là sự hiểu biết của con về mảnh đại lục này. Không sai, con nói đúng. Đông tận là vô tận, chi hải là vạn trượng sơn cạn trở, hình thành một đại nghị đại lục cực kỳ khép kín. Chính đạo chúng ta ngoài trừ bốn đại thánh địa ra thì các thế lực khác dường như là không đáng nhắc tới, kể cả đại đế thế gia, vương gia và quán quân hậu phủ. Cũng là vì tổ thượng xuất hiện đại nhân vật nên mới hưởng thụ thành danh, ngày này sớm đã lụ là không thành cái bộ dạng gì nữa rồi. Sư phụ, ngồi đột nhiên nói những cái này là vì sao vậy? Còn không hiếu kỳ phía cuối của vô tận chi hải là gì, đối diện với vạn trượng sơn là gì sao? Phía cuối vô tận chi hải đối diện với vạn trượng sơn, sư phụ, không lẽ nào đối diện có nhân loại sống sinh sống ư? Còn biết, đây chính là nguyên nhân ta có thể tham gia lục ma đại hội. Có lẽ có thể phát hiện ra một vài manh mối tại lục ma đại hội. Nếu như sư phụ đã nói như vậy thì có lại nỗi hứng thú lục ma đại hội này còn tham gia. Ba ngày sau, ngàn năm này nhân tộc và ma tộc không ngừng đấu tranh, tứ đại thánh địa càng là lực lượng trùng kiền đối đầu với ma tộc. Thánh huyền tông tà từng đứng đầu tứ đại thánh địa, vì đối kháng với ma tộc hy sinh vô số tiền kiều, dẫn đến việc thánh huyền tông không ngừng suy tàn, bị ba đại thánh địa khác vượt qua. Hôm nay lục ma đại hội lại mở đệ tử thánh huyền tông ta, đa phần đều là địa danh đi báo tham gia, bọn họ đều làm tốt, không phí nhiều lời nữa. Ngoại trừ việc giết nhiều ma tộc ra thì tận lực sống sót quay về xuất phát. Một lúc sau, địa điểm của lục ma đại hội rất xa, phải dùng phi thuyền để đi. Lục ma đại hội nằm ở giao giới giữa nhân tộc và ma tộc, trong một thành của bỏ hoàng. Lục ma đại hội rất tàn khốc, sợ rằng lần này chỉ có cực ít đệ tử có thể sống sót. Tỷ lệ tử vong cao như vậy ư? Đây đã tính là không cao rồi. Có vài lần thánh huyền tông toàn quân bị diệt, một đệ tử cũng không sống sót. Đây là lý do tại sao mỗi năm thánh huyền tông đều tuyển rất nhiều đệ tử. Hóa ra là như vậy, vì sao cũng muốn tham gia lục đại ma hội? Không tham gia có phải là sẽ không chết không? Ngày thờ, không ai tham gia, lượng lớn ma tộc sẽ tập kết tấn công cứ điểm nhân tộc. Đến lúc đó thì có vô số nhân loại chết đi, toàn nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Quan trọng nhất là... quan trọng nhất là cái gì đó đi chứ? Quan trọng nhất chỉ là có người từng tham gia lục đại ma hội mới có tư cách tham gia thăng tiên đại hội. Thăng tiên đại hội? Tại sao lại lòi ra thờ một cái thăng tiên đại hội? Thăng tiên đại hội này là gì? Điều này có liên quan tới cương vực trong truyền thuyết, thế giới cực kỳ dụ hoặc người khác. Thì như ta biết, trong lịch sử người tham gia thăng tiên đại hội
Đến rồi, Thánh Huyền Tông đệ tử nghe lệnh, Lục Ma đại hội sẽ bắt đầu. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu người có thể sống sót đây. Không còn cách nào khác, đây chính là túc mệnh của Thánh Huyền Tông, cũng là túc mệnh của phường thế giới này. Người của Ma tộc đã tới rồi. Bạch Kình Thiên cũng ở phía trước, phản đồ lớn nhất của nhân tộc. Vì đó là gặp được phụ thần không lên phía trước chào hỏi cái ư? Vì kia chính là Bạch Kình Thiên. Vì phụ thân tiện nghi này cũng là lần đầu tiên ta gặp. Người của Ma tộc, người người đều đang chết. Bạch Mạc à, đừng có phạm phải sai lầm nào. Đi thôi. Gặp được con trai của bản thân không đi chào hỏi ư? Người không phải nói nó đã chết rồi. Người phải chết, con thiết phải đi chào hỏi ư? Người đã đúng. Ngô Cơ và Dương Sát xin ra tay. Bạch Mạc này phải chết. Ta thì người có đức mối liên hệ cuối cùng với nhân tộc. Tam đại thánh địa khác cũng đã tới rồi. Thánh Huyền Tông ta lần này thì sớm hy vọng chiếm được tiền cơ. Bạch Mạc à, ta đang nghĩ một vấn đề. Chắc không phải là vấn đề hay. Cậu đoán đúng. Bây giờ ta cảm thấy cậu quá nguy hiểm. Ta đang nghĩ có cần đi theo cậu không. Nguy hiểm? Bạch Mạc có gì nguy hiểm? Đầu tiên thì Bạch Mạc bởi vì nguyên nhân của ta đã tổ rất nhiều thiên kiêu đệ tử của Thánh Huyền Tông, còn có tính cách kiêu ngạo của anh lại khiến cho nhiều người không hài lòng. Tiếp theo là ở kỳ lần bị cảnh, hắn còn khiến cho toàn bộ ba đại thánh địa hận lên, hận không thể tiêu diệt. Cuối cùng thì nói như ta đoán không sai, thì Ma tộc cũng coi như là Bạch Mạc là đối tượng cần tiêu diệt trọng điểm. Vì để chặt đứt mối quan hệ cuối cùng của Bạch Kình Thiện với nhân loại. Giờ theo phân tích của cô thì Bạch Mạc thực sự là kẻ địch của toàn thế giới rồi. Vì vậy ta đang nghĩ có nên rời xa cậu hành động một mình không? Tùy ý, không có sự phiền tối như cô thì ta càng tự tại.